Chào các bạn, đây là sản phẩm bình, cái bình vườn tre, bình vườn tre nhé. Cao nó là cao 18, chiều cao là 18. Còn cái chu vi này là từ 8 tới 9, nói chung là vi tre nên nó không cố định, đó, từ 8 tới 9 cm. Còn đây là trẹp, đây là khắc nổi nha. Đây bên mình khắc nổi đây. Đây là toàn bộ khắc này, khắc 3D khắc nổi hết này. Để mình cận cảnh nhá. Đây là cận cảnh nhá. Đây nhá. Nhiều bạn hỏi mình là sao không khắc tiếng Việt mà toàn khắc chữ tàu. Đấy. Thì cái file á, cái file mà file được khắc này. Đó. Là toàn tiếng tàu không à. Đây. Bình này. Cao 18 này. Đây là hàng là chiều đây mình gửi này. Hàng đây mình gửi cho khách ở ngoài tỉnh này. Đây mình đóng sẵn này. Đây mình có thùng. Đây. Rồi để mình mở ở trong đây cho các bạn xem này. Đây là đít này. Đấy. Mở ra tre. Đấy, một đống. Một đống năm chờ làm sẵn này. Đấy. Đây. Rồi. Để mình mở ra cho xem. Đây nắp ở trong này, mình mở nắp ra này. Đây nắp lại này. Mặt trên này làm bằng tre này. Đây tre đây là bên mình là phải ép giống như gỗ á, kiểu như gỗ. Đây gỗ tre đây. Ở đây khắc hết nhá. Đây khắc này. Đó. Đồ này làm bình đựng tre đây. Những đồ khô các bạn đựng. Đồ này bên mình làm cho đựng đồ khô á. Còn đồ ướt thì sản phẩm khác. Đây ở trong này. Đây trắng đều sạch này. Đó. Hàng thì bán nhiều rồi, nhưng đây chắc là video đầu tiên bên mình giới thiệu rõ ra sản phẩm luôn. Đây. Giờ đây gửi toàn là khách họ đặt mua nhiều lắm. Cận cảnh hình khách rất là đều. Đây, rất là cực kỳ đều luôn. Cái này bên mình khắc bằng máy á. Làm bằng máy chứ không phải là bằng tay đâu. Khắc bằng máy. Đó. Rồi, đậy nắp. Đây. Giá mỗi sản phẩm bên mình là 250.000. Mỗi sản phẩm 250.000. Nếu như trong quá trình mà vận chuyển có bị lỗi hay bị gãy, bị bể rồi gì là bên mình là một đổi một, bao luôn phí ship. Cái này, ship toàn quốc nhé. Cái này mình vận chuyển toàn quốc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cứ vui lòng liên hệ vào fanpage là bàn ghế mây tre .com nhé. Bàn ghế mây tre Facebook bàn ghế mây tre. Số điện thoại 0932 080391. Đây, mình là chuyên về làm những đồ nhỏ này. Rồi, thank you, cảm ơn các bạn.